Và đây là cách gõ emoji lập trình quá nhanh. Học nhanh. Để đánh chơi. Thì các bạn sẽ nhấn cho tôi tổ phím Windows chấm phẩy. Đấy, emoji hiện ra. Rất dễ dàng phải không các bạn? Các bạn muốn gõ bao nhiêu emoji tôi thích. Không cần nhấn phím tắt nhiều lần. Một hộp thoại hiện ra và bạn thích nhấn emoji nào thì nhấn. Khi nào chọn xong thì các bạn có thể nhấn dấu X hộp thoại để tắt đi và gõ text bình thường. Ngày xưa ấy, khi chưa biết phím tắt này thì tôi toàn vào Google và gõ emoji enter và đấy, truy cập vào trang web này, sau đấy copy emoji này, xong paste vào đoạn nào mình cần. Bây giờ thì không cần nữa, chúng ta đã có thể gõ emoji bằng phím tắt Windows chấm phẩy. Vô cùng đơn giản và dễ dàng. Dùng emoji này cũng một cái tiện lợi nữa. Đấy là cái này là một ký tự ở trong text nên nó rất là nhẹ và có thể hiển thị ở nhiều nơi. Không như ở một số ứng dụng chatbot khác. Nhiều khi các biểu tượng icon ở trên ứng dụng chat đấy nó bị quay đơ khi mạng kém. Và đó là cách để gõ emoji bằng phím tắt. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.